phát ngôn không đúng, truyền bá mê tín dị đoan, ma mị xúc phạm anh linh các anh hùng liệt sĩ do một số tu sĩ thuyết giảng đã có từ mấy năm nay, bị chúng tôi đem ra gõ đầu ngay. Lúc đó các vị trốn đi đâu? Bây giờ các vị cào bàn phím đạo lại rồi bắt mọi người phải a vua cùng với các vị. Và coi thằng Lê Anh Tú là Phật sống, là đức độ, là đức hạnh. Các vị tôn sùng, các vị hoãn đem về thờ đi, không ai dành của các vị đâu. Nhưng các vị xúc xỉn mọi người và giáo hội Phật giáo Việt Nam coi thường pháp luật là không ổn rồi. Những ai tung hô thần Thánh Hóa Thích Minh Tuệ và tăng đoàn là Phật Thích Ca Mâu Ni phái xuống trần gian cứu nhân độ thế là hình mẫu đạo đức xã hội, đã làm cho nhiều người tin là Phật, gặp đâu xì sụp bái lại, tôn sùng hơn cả mẹ cha, thì đây chúng mới là những kẻ gây ra nghiệp quật. Còn những người dám bạch ra sự gian dối trong vở kịch này để người khác không bị lừa thì bà gọi họ là những người cứu nhân. Trời đất ơi, tiếp tục quý vị ơi, tiếp tục nha, lại thêm một nhân vật nữa. Lại thêm một nhân vật đó, thấy không? Lại xúc phạm thầy Minh Tuệ. Ủa, thầy Minh Tuệ đi tu đâu có liên can gì tới những anh hùng liệt sĩ, mà thầy Minh Tuệ cũng đâu có xúc phạm tới anh hùng liệt sĩ gì đâu, đúng không quý vị? Nhớ, thằng cha này chắc có vấn đề rồi. Nhớ kêu là những ai tung hô thầy Minh Tuệ á, coi thầy Minh Tuệ như là một vị Phật sống á, thì mang về nhà mà mang về nhà mà lo thờ đi. Coi như là còn cái về vấn đề mà chờ đó thôi. Ví dụ như thầy ở trong mắt những người mà coi như đang coi như là đang ngưỡng mộ thầy đi, hoặc là đang tôn trọng thầy đi, thì người ta cũng đâu có đụng chạm tới những anh hùng liệt sĩ, hay là người ta cũng đâu có đụng chạm tới chùa chiền. Nhưng mà chẳng qua là mấy ông mà cúng dường với mấy ông chuyển khoản đó, ngứa mồm ngứa miệng, đúng không? Rồi xúc phạm thầy Minh Tuệ, rồi khi đó cộng đồng mạng người ta mới lôi mấy ông ra, nhờ có cộng đồng mạng thì bây giờ mấy ông coi như là mới lộ tẩy, cháy nhà lòi ra mặt chuột. Chứ nếu mà không có cộng đồng mạng thì bây giờ mấy ông, mấy cha đó bây giờ vẫn còn đang cúng dường với cơ chuyển khoản rồi, đúng không? Mà bây giờ vẫn còn đang ma mì rồi đó. Phải nhờ vào nhờ vào cái đức độ của thầy Minh Tuệ thì mới lột trần ra những cái con người như vậy. Chứ là cái gì ông nói là tôn vinh thầy Minh Tuệ như một vị Phật sống. Trời ơi, đúng rồi, người ta tôn vinh thì kệ người ta. Giờ người có gì không? Người ta mua, ủa bây giờ nói chung là tự do tôn giáo, đúng không? Ai thích tôn vinh ai đó chuyện của người ta. Muốn miễn sao không có đụng chạm tới pháp luật. Ông nói là cái gì liên quan pháp luật, đúng không? Đúng rồi, những cái người nào mà cứ nói bậy á là sẽ liên quan đến pháp luật. Chứ thầy Minh Tuệ chả có gì mà liên quan pháp luật. Thầy Minh Tuệ chả có sai. Thầy đâu có nói thầy trong một cái giáo hội nào đâu, mà thầy cũng chả bảo là thầy tu ở đâu, ở từ đâu ra, tu ở chỗ nào, ở trong chùa nào và coi như là giáo hội nào, không hề nhá. Chỉ gọi là đi, thầy chỉ nói là thầy đi tu tập theo hành đầu đà thôi. Còn ông tin hay không đó quyền của ông, cũng đâu có bắt ông tin. Mà tại sao ông lên ông xỉ vả thầy Minh Tuệ vậy? Rồi ông lôi những cái người mà đang gọi là tôn trọng thầy Minh Tuệ, và coi như những người người ta đang gọi là đang yêu mến thầy Minh Tuệ, thì ông quay qua là cái ông đem ra những cái vấn đề anh hùng liệt sĩ với cái vấn đề pháp luật Việt Nam ra ông hăm dọa người ta. Ông chơi kiểu gì vậy? Chơi hăm dọa, chơi hăm dọa gì? Người ta có làm gì sai đâu mà ông hăm dọa? Chả có làm gì sai. Có ông á, có ông coi chừng ông anh nói như vậy á, ông là chắc được thuê mướn lên, cho nên ông mới nói chuyện theo cái dòng bất chấp như vậy. Chứ còn nếu mà người ta là không có ai mà đi lên mà nói chuyện cái thái độ, mà ông cũng đâu có còn là, đâu phải là trẻ trâu. Tôi thấy mặt ông là không còn trẻ trâu, mặt ông thì ít ra thì ông cũng cỡ năm nay, cũng thằng cha này cũng cỡ thằng này cũng cỡ ngoài 50 đó quý vị, 50 đổ lên rồi đó. Mà mấy thằng cha này nó chui ở trong hang trong ngóc nào ra mà nó ăn nói mờ giờ như vậy chứ. Cái thể loài này thì coi như là nó không còn là con người. Nó con người đâu có ai mà lôi thầy Minh Tuệ ra rồi là sỉ nhục, lôi cả những người mà đang tôn trọng thầy Minh Tuệ ra rồi nó nói nó chửi luôn.
coi thường pháp luật là không ổn rồi. Ai coi thường pháp luật? Ai coi thường pháp luật là không ổn rồi. Chính bản thân ông là không đang coi thường pháp luật đó, hiểu không? Chả có ai mà người ta coi thường pháp luật ở đây. Ông tào lao, ông nói chuyện vô căn cứ ha. Ông giờ trên cơ sở nào mà coi thường pháp luật? Ai là cái người ông chỉ ra? Ông chỉ ra cái người nào coi thường pháp luật hả? Rồi tài đi tu, nếu mà tài đi tu hành đầu đà, đi đầu trần chân đất, nghĩa chăng nghĩa địa, thì ảnh hưởng gì tới ai? Còn chùa chiền thì tài đâu có tới chùa mà tài xúi những cái người Phật tử là không đi chùa hay là không cúng dường, đâu có liên can, đúng không? Không liên can à, tài không có liên can gì ở đây hết á. Còn ông nói là ai coi thường? Chính bản thân ông mới là cái dạng coi thường pháp luật. Với mấy cái thành phần mà mấy cái ông sư phụ mà thích chuyển khoản của ông á, đó, mấy cái ông chuyển khoản trong mấy cái ngôi chùa vừa rồi đó, à, thích chân dứa với thích nhuận đức với tờ le các kiểu đó, ha, à, à, tại sao vậy, hả, à, tại vì lầu gió nguyên hình đúng không? Những ai tung ngô thần thánh hóa thích minh tuệ và tăng. Trời ơi, đất ơi, những ai tung ngô thằng mới ghế chứ. Rồi quý vị ơi, nói tới thằng là cái này chắc là được thuê mướn lên rồi quý vị ơi. Trời ơi trời, nó nói là những ai tung ngô, những ai tung ngô nha, thằng nha. Rồi ơi trời, cái này là cớ miễn rồi, Lê Thị Miễn thứ hai rồi quý vị ơi. Trời ơi, những ai tung ngô thằng, trời ơi trời, thằng mới chiêu chứ. Trời ơi trời, thôi. À, ông nội này chắc chán sống rồi sao trời. Thằng cha này nói chuyện đấy có vẻ là giống như không bình thường ha quý vị ha. Những ai tung ngô thằng và phái đoàn đi theo hành đầu đề, hành đầu đà, là coi như là cái gì thằng cha nói gì đấy? Mẫu đạo đức xã hội đã làm cho nhiều người tin là thật. Đã làm cho nhiều người tin là thật kìa. Những ai tin những tăng đoàn với lại thầy Minh Tuệ là giống như là Đức Phật á, là coi như là cái gì, là thằng cha này nó đang sỉ nhục cả những cái người mà đang gọi là đang tôn trọng thầy Minh Tuệ luôn. Tất nhiên là nó đang chửi cả mình luôn, chửi cả tất cả những người nào mà đang tôn trọng thầy và coi như đang yêu mến thầy và đang ủng hộ cho thầy và tăng đoàn đi theo tu hành đầu đà. Mà đi theo tu hành đầu đà đâu có liên can tới chùa trời. Thí dụ trong cái vấn đề mà đạo nha, thì theo như em thì em không có rành lắm, nhưng mà thí dụ như ai người ta muốn tu về cái dạng như người ta tu trong chùa, đó là cái việc của người ta. Còn như thầy Minh Tuệ, thầy dạng như thầy lựa theo con đường đi tu hành đầu đà thì kệ thầy, đâu liên can gì. Tại sao thằng cha này nó phải bắt người ta là phải nghe theo ý nó? Còn nếu mà không nghe theo á, là nó kêu là những kẻ ha. Nó nói là những kẻ nhá, trời nó vơ đúa cả nắm luôn. Nó kêu là những kẻ luôn á, trong cái đó là có cả người già người trẻ, là bằng tuổi cha tuổi mẹ nó, bằng tuổi ông tuổi bà nó, mà nó nói là những kẻ. Trời ơi trời, thua rồi. Những kẻ là ai? Trời đất ơi, trong khi đó là có người già người trẻ. Trời ơi trời, người già rất là nhiều nha quý vị. Bà già ông già, những người mà bằng tuổi cha tuổi mẹ tuổi ông tuổi bà nó luôn. Thằng cha này năm nay năm mấy thì chắc chắn là sẽ có những người 70, 80 là người ta cũng vẫn đang tôn trọng thầy Minh Tuệ, đúng không? À, đang ngưỡng mộ và đang tôn trọng và đang kính, coi như đang kính, tôn kính thầy là đi theo hành đầu đà, theo coi như theo cái môn đạo, môn giới đạo của Đức Phật, đúng không? À, thì nói chung là người ta tôn trọng thầy bởi vì một cái việc nó quá khó khăn mà thầy làm được. Không có ai làm được mà thầy là người làm được, đúng không? Thì mắc cái chứng gì mà thằng cha này lên là thằng cha nó nói là những kẻ. Trời ơi trời, mày thì là những gì? Mày nói tao nghe coi, mày là những cái gì? Mày là những cái động vật đúng không? Còn người ta là những kẻ thì mày là những động vật đúng không? Trời ơi thằng này hết. Thằng này chắc ở trong gần như trong trại chắc mới ra sao quý vị ơi. Mẫu đạo đức xã hội đã làm cho nhiều người tin là thật, đã làm cho mọi người tin là thật, gặp đâu
là coi như tôn sùng, cúi lạy. Đó là quyền người ta thích người ta cúi lạy được không? Người ta thích người ta cúi lạy, không có tưởng là gì đây đó. Cái vấn đề người ta muốn là tưởng là hay không tưởng là đó là việc của người ta, đúng không? Tưởng mới cho là cái gì? Số kỳ á. Trời ơi, đó thằng cha này. Tưởng là rồi không tưởng là thì sao? Mà tưởng là thì sao? Nếu tưởng là thì có vấn đề gì không? Trời ơi, rồi sao? Rồi chẳng qua, thế không lẽ người ta coi thầy giống như một, gọi là một người, gọi là, nói chính xác là mình không có nói là giống như Đức Phật đi, mình không có nói đi. Nhưng mà mình cảm thấy mình tôn trọng Ngài, mình tôn trọng và tôn kính Ngài, quý trọng Ngài, thì mình có thể mình cúi mình lạy Ngài cũng có gì đâu mà sai, đúng không? Vì Ngài cũng chả đi theo một cái giáo hội nào ấy. Thì có dù mình tôn trọng cái người đó, mình kính nể cái người đó, chứ chả lẽ giờ mình không được cúi lạy cái người đó hay sao? Sao kỳ vậy? Hả? Giờ mày muốn cúi lạy mày hả? Hay là mày muốn cúi lạy ai? Chắc là muốn cúi lạy mày, kêu người ta là phải muốn cúi lạy gia đình nhà mày sao? Đúng rồi, gia đình nhà mày chắc coi như cũng muốn mạt rồi đó. Ha? Mày lên mà mày dám mà mày nói thầy Minh Tuệ bằng thằng luôn là mày cũng coi như là cũng tới thời rồi, gia đình nhà mày cũng tới thời rồi. Cũng tới thời rồi ha? Gọi là coi như là nghiệp á, nghiệp tới nơi. Không có tưởng là gì đây đó. Người ta có thầy Minh Tuệ là thầy Minh Tuệ chứ không có tưởng là gì đây. Còn cái chuyện mà người ta cúi lạy là người ta tôn trọng Ngài, đúng quý vị? Người ta tôn trọng Ngài thì người ta cúi lạy, đơn giản là vậy thôi. Bởi vì chỉ là đơn giản là tôn trọng Ngài. Còn cái vấn đề người ta nghĩ thầy là như thế nào, đó là trường của người ta. Mà sao mày cản được người ta, mày bắt được người ta là không tôn trọng Ngài được hả? Tưởng là gì? Làm gì có chuyện tưởng là gì ở đây hả? Cả nhà thấy không? Nó nói chuyện cứ tưởng là, nó kêu là những kẻ nhìn thấy thầy Minh Tuệ là coi như tưởng là giống như một Đức Phật sống, là cúi lạy. Rồi cúi lạy có sao không? Rồi người ta thích thì người ta cúi lạy, nó cũng đâu có sao, đúng không? Người ta đâu có cúi lạy dòng họ nhà mày đâu. Người ta không có cúi lạy gia mẹ, gia phả nhà mày được rồi, đúng không? Người ta cúi lạy thầy Minh Tuệ, chứ ta đâu có cúi lạy gia đình nhà mày, đúng không? Chừng nào người ta cúi lạy gia đình nhà mày thì mày hắn nói. Còn người ta muốn cúi lạy ai đó chuyện của người ta. Còn mày lên mà mày phỉ báng, mày coi như mày xúc phạm thầy, mày gọi thầy Minh Tuệ bằng thằng, đúng không? Thì mày coi chừng á. Mày coi chừng á, ha. Còn mày đừng có vua đố cả nắm. Mày 50 mấy đổ lên chứ mấy. Mày chỉ có 5 mấy thôi mà mày mờ giờ, ha. Mày là cái thứ mờ giờ, mày là một cái thằng đàn ông mờ giờ. Trong khi đó mày lên mà mày ăn nói theo cái dạng đầu đường xó chợ, một cái dân coi như là không có, gọi là không có một cái bộ não. Phải nói chính xác là cái đầu mày á, nó bằng cái đầu đất. Cái đầu gọi là chỉ chân thôi, còn bên cái não của mày toàn bộ là đầu đất, ha. Cho nên mày không có một cái miếng nào để mày tôn trọng thầy Minh Tuệ, và mày còn xúc phạm thầy chưa xong mà xúc phạm cả những tất cả những người già, người trẻ, lớn bé mày gom vô một mớ. Rồi mày kêu là những kẻ ai? Những kẻ ông cố nội mày chứ ở đó mà những kẻ. Trời ơi, nó kêu những kẻ kìa quý vị ơi. Nó thiệt, nó nghe thế mà muốn tăng xong luôn đó quý vị. Trời đất ơi là trời. Thôi thằng này hết nói nổi thằng này rồi. Thằng này chứ em nói thiệt với quý vị, thằng này coi chừng á, coi chừng đi trời mưa nha, coi chừng đi ra ngoài đường á, xe 80 bánh á nha, ngồi đó mà coi như là gọi thầy Minh Tuệ bằng thằng đi nha, giờ coi chừng á, đi ra ngoài trời mưa coi chừng á, nha. Thứ nhất là đi ra ngoài trời mưa coi chừng này, cũng có ngày à, đi ra ngoài trời mưa, rồi đi ra ngoài đường á, coi chừng xe 80 bánh nha, coi chừng á. Coi chừng không biết có còn không nha, nha. Ngồi đó mà sủa vô tội vạ đi ha. Không còn là con người, nó chỉ là một con động vật thôi, chứ còn nếu mà để mà xét là thằng này thua một con động vật, chứ nó, nếu mà nó được như con động vật thì còn đó đi nha quý vị ha. Thôi em xin kết thúc video nha, xin hẹn là gặp lại quý vị trong những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ha.